Mỹ Nga nóng như chảo lửa, cùng tuyên bố sẵn sàng đáp trả đối đầu lẫn nhau. Trong bối cảnh quan hệ Nga Mỹ ngày càng xấu đi, vừa mới đây hai nước này lại tiếp tục đưa ra những động thái mới góp phần làm gia tăng căng thẳng. Theo đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 15 tháng 4 tuyên bố, Mỹ và Nga vẫn còn cơ hội hợp tác với nhau, song Mỹ vẫn sẽ bảo vệ lợi ích và sẵn sàng đáp trả tương xứng với các động thái của Nga. Phát biểu trước báo giới, ông biden cho rằng giờ là lúc giảm leo thang căng thẳng và mỹ sẵn sàng thông qua đối thoại ngoại giao với nga trên con đường phía trước tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh về lợi ích của mỹ nếu nga có động thái xâm phạm lợi ích của mỹ ta sẽ đáp trả mỹ sẽ luôn bảo vệ đất nước bảo vệ thể chế và người dân cũng như đồng minh của mình Tổng thống Biden cho biết, ông đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn và tôn trọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần này, khi ông khẳng định với người đồng cấp Nga rằng ông sẽ trừng phạt Moscow vì can thiệp bầu cử Mỹ 2020 và tấn công mạng nhằm vào chính phủ Mỹ. Cũng trong cuộc điện đàm này, Tổng thống Biden cho biết, ông đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở châu Âu và kế hoạch này đang được hai phía thảo luận. Đây là thời điểm để xuống thang căng thẳng, đối thoại hiệu quả và quá trình ngoại giao là những cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn. Quan điểm của tôi là Mỹ nên hợp tác với Nga nếu phù hợp với lợi ích quốc gia, ông Biden nói. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra chỉ ít lâu sau khi nước này công bố áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, bao gồm hạn chế kinh tế và trục xuất 10 nhà ngoại giao nước này với cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ và tấn công mạng. Theo lệnh trừng phạt này, các tổ chức tín dụng Mỹ bị cấm mua chứng khoán nợ của Nga. Chuyên gia đánh giá, động thái này báo hiệu một vũ khí quan trọng trong cuộc đối đầu ngày càng gia tăng giữa Washington và Moscow, đe dọa khả năng tiếp cận tài chính quốc tế của Nga. Theo New York Times, lệnh trừng phạt mới nhằm mục đích khoét sâu vào nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây của Nga nhiều năm qua, nó cũng có thể làm tăng chi phí vay nợ trong nền kinh tế của Nga, hạn chế đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Hiện tại mối đe dọa đó vẫn còn rất nhỏ. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, tỷ lệ của các nhà đầu tư nước ngoài trong tổng khối nợ chính phủ của nước này giảm đáng kể trong năm qua. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Sulinov cho biết nếu các hạn chế được áp dụng đối với khoản nợ của chính phủ Nga, cơ quan này sẽ dựa vào các nhà đầu tư trong nước để trang trải các nhu cầu tài trợ thâm hụt ngân sách. Chính phủ Nga bán phần lớn nợ trong nước và tài trợ hầu hết các hoạt động của mình thông qua việc bán năng lượng. Các nhà đầu tư Mỹ chỉ nắm giữ 7% nợ chính phủ Nga tính bằng đồng rút, các chuyên gia cho biết, biện pháp trừng phạt mới là bước đi mang tính biểu tình, nhưng gửi đi thông điệp cho thấy chính quyền Biden đã sẵn sàng cho các biện pháp khắc nghiệt hơn. Bước đi này không phải và không được coi là bước đi cuối cùng trong quá trình này. Anand Mazare, cựu quan chức tại Quỹ tiền tệ quốc tế cho biết, chuyên gia kinh tế Anton Sabanov nhận định các biện pháp Mỹ áp đặt mới đây không phải là những biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất mà Nga có thể phải đối mặt, nhưng chúng là những biện pháp trừng phạt nghiêm trọng đầu tiên được áp dụng đối với nợ quốc gia của Moscow khi đe dọa khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu của nga chính quyền biden dường như đang thực hiện chiến lược tương tự mà washington dùng để cô lập iran các chính quyền mỹ gần đây tìm cách cáo buộc tehran từ bỏ chương trình hạt nhân bằng cách hạn chế quan hệ của nước này với hệ thống tài chính toàn cầu nhưng nga là một cường quốc khó bị cô lập hơn nhiều mỹ và các đồng minh châu âu nhìn chung đều thống nhất mục tiêu về iran bất chấp tiềm năng tiếp cận thị trường của nước này nhưng nga là nhà cung cấp năng lượng lớn trên khắp tây âu một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là Đức, do đó nhiều nước không muốn leo thang căng thẳng với Moscow. Các biện pháp trừng phạt trước đây tước quyền tiếp cận của Nga với một số loại thực phẩm công nghệ, gói trừng phạt mới nhất được đánh giá là nhắm vào sức khỏe cơ bản của nền kinh tế Nga. Theo James NISTEY, giám đốc chương trình Nga, Âu Á tại Chatham House, chính quyền Biden đang tìm cách làm tổn thương nền kinh tế Nga từng chút một. Đây mới chỉ là phát súng đầu tiên, ông NISTEY nhận định. Theo các chuyên gia, Mỹ đã phần nào thành công trong việc tách Iran khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Bất cứ ngân hàng nào trên thế giới xử lý hoạt động kinh doanh cho Iran đều có nguy cơ bị cắt khỏi mạng lưới thanh toán quốc tế và bị từ chối quyền truy cập vào đồng USD. Việc Mỹ cấm mua chứng khoán nợ của Nga trong lệnh trừng phạt hôm 15 tháng 4 chỉ áp dụng với các tổ chức tài chính Mỹ, nhưng nó có thể thúc đẩy các công ty đa quốc gia bên ngoài Mỹ tính toán lại rủi ro khi giao dịch với chính phủ Nga. Về phía Nga, để đáp lại động thái từ phía ông Joe Biden, nước này đã triệu tập đại sứ Mỹ để phản đối quyết định này. Điện Kremlin đồng thời khẳng định mọi biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga đều là bất hợp pháp và Nga sẽ có biện pháp đáp trả trong thời gian sớm nhất. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, chúng tôi lên án bất kỳ việc theo đuổi các biện pháp trừng phạt nào, chúng tôi coi chúng là bất hợp pháp. Trong mọi trường hợp, nguyên tắc có đi có lại trong vấn đề này là hợp lệ, có đi có lại theo cách phục vụ tốt nhất cho lợi ích của chúng tôi, ông Pekov nêu rõ. Ông Pekov cũng nói rằng tình hình xung quanh Ukraine vẫn còn căng thẳng và còn quá sớm để nói về việc xoa dịu căng thẳng, bất chấp các thông tin cho biết Mỹ đã hủy bỏ triển khai hai trong số các tàu chiến của nước này tới Biển Đen. Moscow gọi đây là chuỗi hành động làm leo thang căng thẳng một cách nguy hiểm giữa hai nước, khiến khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga bị đặt vào dấu chấm hỏi trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho biết chúng tôi liên tục cảnh báo mỹ về hậu quả của các hành động thù địch khiến căng thẳng leo thang nguy hiểm giữa hai nước hiện tại đại sứ mỹ tại nga đang ở bộ ngoại giao trước đây chúng tôi nói nhưng bây giờ thì tôi có thể nhận định rằng đây sẽ không phải là một cuộc gặp dễ chịu với ông ấy bà zakharova nhấn mạnh mỹ chưa sẵn sàng đối mặt với thực tế khách quan rằng có một thế giới đa cực không chấp nhận quyền bá chủ của mỹ bà zakharova nói lý giải việc tại sao Mỹ vừa mời hội đàm lại giáng đòn đau vào Nga. Chuyên gia Nga cho rằng việc Washington áp lệnh trừng phạt với Nga là một chiêu trò để trên cơ Nga nếu có hội đàm thượng đỉnh. Theo ông Skocic, Mỹ đang tiếp tục chính sách kiềm chế Nga trên tất cả các phương diện quan trọng bao gồm kinh tế, quân sự, chính trị và dùng việc gây sức ép ở những lĩnh vực Mỹ có quan tâm để giành chiến thắng trước Nga. Mỹ đã thực hiện theo lộ trình thông báo đề nghị hội đàm thượng đỉnh, đàm phán rồi áp đặt lệnh trừng phạt để đối thoại với Nga ở thế mạnh cao hơn, chuyên gia Nga nhận định. Tuy nhiên, dựa trên bản chất mối quan hệ Nga Mỹ luôn mang tính đối đầu, những hành động của Mỹ sẽ lập tức nhận đáp trả từ Nga. Cũng theo nhà tư vấn chính trị Andrei Pella giải thích rằng, các nhà chức trách Mỹ chỉ đơn giản là không biết làm thế nào để đối phó với Nga vì Moscow không chịu khuất phục trước áp lực từ Washington, chuyên gia này nhận định. Theo quan điểm của ông Biden, các lệnh trừng phạt kết hợp với mối đe dọa chiến tranh lẽ ra đã buộc ông Putin phải lùi bước, nhưng nước Nga trước sức ép vẫn thể hiện sự sẵn sàng giữ vững lập trường. Ông Pela cho rằng các trừng phạt của Mỹ khiến cho bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng không thể thực hiện được. Phó chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Kostachin Kosachev chỉ rõ các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ về bản chất là vô căn cứ và do đó về hình thức cũng vô nghĩa. Hành động của Washington là buộc Nga phải chấp nhận đề nghị của gặp của hai vị tổng thống trong điều kiện có áp lực nặng nề nhất đối với Nga. Trong trường hợp này, sự đồng ý đối với nó sẽ được coi là mong muốn của Nga để giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt do đó mỹ sẽ cố ý đảm bảo cho mình một vị trí thống trị tại cuộc gặp và việc nga từ chối gặp mặt sẽ là lý do thuận tiện cho bất kỳ biện pháp trừng phạt nào tiếp theo đây là một cuộc chơi trơ chơ tráo gây hấn với nga và nguy hiểm cho toàn thế giới theo ông nga bắt buộc phải đáp trả các hạn chế và việc này cần được thực hiện kịp thời phó chủ tịch hội đồng liên bang nga kostatin kosachev tuyên bố cuộc gặp cần phải được xác định nhưng có đủ thời gian cho việc này Ông viện dẫn, trong 200 năm, nhân loại đã sử dụng châm ngôn trả thù là một món ăn phải được phục vụ lạnh. Ông Costatin Kosachev tin rằng, câu châm ngôn này cũng có thể được áp dụng trong những trường hợp không phải để trả thù mà là đáp trả xứng đáng với những hành động hung hăng của đối phương đối với một quốc gia tự tôn và có chủ quyền, nhận thức được trách nhiệm của mình đối với an ninh toàn cầu và hợp tác. Bản tin của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại